Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và review cũng như hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật chơi audio được phát hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn vào lúc 11 giờ trưa. Và thưa quý vị và các bạn, trong quá trình làm việc và phục vụ khách hàng trên mọi miền Tổ quốc thì Tiến Dũng rất thường xuyên nhận được các câu hỏi của các anh em đam mê audio, và các câu hỏi này cũng rất giống nhau. Đó là vì sao khi tôi mua một chiếc âm ly đắt tiền, một cặp loa đắt tiền hay một dàn âm thanh karaoke đắt tiền về kết nối trực tiếp với tivi, với điện thoại và với máy tính thì âm thanh nó lại không hay. Và ở trong video này thì Tiến Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn hai cách nghe nhạc hay hát karaoke hay từ tivi internet với mức chi phí chỉ dưới 1 triệu đồng. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm chúng ta cùng theo dõi. Như quý vị và các bạn được biết là cách đây từ vài năm đổ về trước thì chúng ta đã sử dụng với những cái nguồn nhạc chuyên nghiệp, những cái nguồn hát karaoke chuyên nghiệp từ những đầu năm số, từ những đầu CD, thì đó là những nguồn phát chuyên nghiệp. Và cho đến ngày nay thì chúng ta thường nghe nhạc từ TV internet, từ điện thoại hoặc từ máy tính được kết nối với internet. Và chính vì vậy là những cái đĩa CD, những cái đĩa năm số nó đã trở nên lỗi thời. Anh em sẽ thấy là sẽ chẳng có ai bán những đĩa CD hay đĩa năm số nữa, là bởi vì cái nguồn nhạc trên internet nó rất phong phú, nó đáp ứng cho chúng ta tất cả những nhu cầu về giải trí, nghe nhạc, xem phim cũng như là hát karaoke. Và tất nhiên là những đầu CD và những đầu năm số thì bây giờ sẽ không mua được đĩa nữa và chúng ta cũng sẽ không sử dụng nữa. Thay vào đó là chúng ta sẽ sử dụng với TV internet, và để lấy tín hiệu nghe nhạc hay hát karaoke hay từ TV internet thì ngày hôm nay thì Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn. Trong video này thì tôi sẽ test âm thanh giữa việc chúng ta lấy trực tiếp tín hiệu từ cổng 3.5 của TV internet xuống âm ly hay dàn âm thanh karaoke, và chúng ta nghe nhạc chuyên nghiệp từ cổng optical thông qua những chiếc đầu giải mã DC âm thanh chất lượng cao. Chúng ta sẽ cùng đến với bài test này ngay bây giờ. Đoạn nhạc đầu tiên thì tôi sẽ kết nối chiếc jack 3.5 ly, kết nối từ jack phone của TV internet truyền dẫn xuống âm ly. Đoạn nhạc thứ hai tôi sẽ sử dụng với một chiếc đầu giải mã DC tối giản. Tôi dùng từ tối giản là bởi vì nó rất đơn giản. Và chúng ta sẽ test so sánh giữa hai việc này. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối jack 3.5 ở đây, truyền dẫn thẳng xuống âm ly, và chúng ta sẽ thưởng thức âm thanh. Quý vị và các bạn đang nghe âm thanh từ chiếc TV internet đi trực tiếp thông qua jack 3.5. Ở đây chúng ta thấy âm thanh nó khá ổn ở thông giá bình dân. Bây giờ tôi sẽ kết nối cái đầu giải mã DC tối giản vào để chúng ta nghe được âm thanh từ bộ giải mã DC bình dân. Bộ giải mã DC bình dân này tôi sẽ kết nối với nó optical của TV internet. Đây là âm thanh trực tiếp từ TV internet không qua chiếc đầu giải mã DC bình dân này. Ở đây chúng ta thấy âm thanh nó nhỏ hơn rất nhiều, nhạc tính nó ít hơn rất nhiều và cái biên độ tín hiệu nó cũng yếu hơn rất nhiều.
ta sẽ nghe lại với chiếc đầu giải mã DC bình dân này một lần nữa. Quý vị và các bạn thấy âm thanh nó rõ hơn rất nhiều, chi tiết hơn rất nhiều, và đặc biệt cái biên độ của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với chiếc đầu giải mã DC rất bình dân, tôi dùng từ là giải mã DC tối giản. Bây giờ tôi sẽ kết nối đến một chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao Hi-Res Audio để quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm âm thanh của một thiết bị giải mã DC chuyên nghiệp cao cấp. Chúng ta sẽ kết nối cổng quang optical của TV vào đây và sẽ lấy được tín hiệu audio dạng analog ở thiết bị này. Quý vị và các bạn đang nghe được âm thanh của chiếc đầu giải mã DC Hi-Res Audio. Quý vị và các bạn thấy âm thanh của nó rõ nét hơn rất nhiều, nhạc tính của nó tốt hơn rất nhiều, và đặc biệt là cái biên độ tín hiệu của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn đều biết là đối với cái nguồn phát của chúng ta, cái nguồn phát là cái nơi ban đầu nó phát ra âm thanh, thì nó chỉ thay đổi một chút thôi về biên độ thì chúng ta đã nhận được ở loa là cuối nguồn nó rất nhiều. Thay đổi nguồn phát một chút thôi thì ở loa nó đã thay đổi hơn rất nhiều. Và cái nguồn phát này nó sẽ chiếm đến 30-40% chất lượng âm thanh trên tổng bộ dàn. Và Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn kết nối với những thiết bị này với TV Internet để kết nối xuống dàn nghe nhạc và hát karaoke rất đơn giản, ai cũng có thể làm được tại nhà mình mà không cần nhờ mượn thợ nó phiền phức. Chúng ta sẽ cùng cận cảnh vào đây. Đối với những chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao thì chúng ta sử dụng nó rất đơn giản. Quý vị và các bạn hình dung đây giống như là một chiếc đầu đĩa. Và để chiếc đầu đĩa này hoạt động được thì đối với chiếc tốp bình D5S này, chúng ta cần kết nối nguồn điện 5V với nó. Như vậy là việc kết nối nguồn điện đã hoàn tất. Chúng ta khởi động máy lên. Từ TV Ethernet có cổng optical, chúng ta sẽ cận cảnh vào đây. TV Ethernet thì thông thường sẽ có hai cổng xuất tín hiệu ra. Một là jack tai phone, sử dụng để nghe tai nghe, tránh làm phiền đến người khác. Và hai là cổng nghe nhạc chuyên nghiệp, đó là cổng optical, cổng âm thanh số. Thì đối với những TV đời mới nhất, thế hệ mới nhất bây giờ thì các hãng thường bỏ luôn cổng 3.5, cho nên chúng ta sẽ cần phải có một thiết bị giải mã DC để chuyển đổi tín hiệu từ dạng số sang dạng analog. Từ đây chúng ta sẽ truyền dẫn đến chiếc đầu giải mã DC ở vị trí optical. Như vậy là việc kết nối từ TV Ethernet đến chiếc đầu giải mã DC nó đã hoàn tất. Và chúng ta chỉ cần kết nối một bộ dây AV của mình, kết nối âm thanh của nó xuống dàn âm thanh nghe nhạc hoặc dàn âm thanh hát karaoke. Như vậy là việc kết nối đã hoàn tất, rất đơn giản phải không nào? Như vậy là chúng ta đã nghe được âm thanh từ chiếc đầu giải mã DC chuyên nghiệp. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối một chiếc đầu giải mã DC tối giản. Tôi dùng từ tối giản là bởi vì ở đây là một chiếc FIO D03K. Đây là một thiết bị Digital to Analog Converter, thiết bị giải mã âm thanh rất bình dân. Và chiếc này kết nối cũng tương tự như chiếc kia. Chúng ta kết nối cái cổng USB này vào cổng USB của TV. Kết nối cái cổng USB này vào cái bộ giải mã này để cấp điện cho cái bộ giải mã này. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ kết nối cái cổng quang, cổng optical của TV vào ngõ optical in. Ở đây thì đèn power màu đỏ đã báo sáng và đèn blocker màu xanh dương đã báo sáng. Như vậy là có nguồn và có tín hiệu. Chúng ta sẽ nhận được hai dạng tín hiệu. Một là dạng jack RCA, jack bông sen, và dạng thứ hai là dạng 3.5. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể kết nối cùng một lúc đến hai dàn âm thanh. Ví dụ như anh em có dàn âm thanh nghe nhạc và dàn âm thanh hát karaoke thì chúng ta kết nối cùng một lúc đến hai dàn vẫn được. Như vậy là việc kết nối đã hoàn tất, rất đơn giản phải không nào?
Và với việc sử dụng với những chiếc đầu giải mã DC hoặc với những bộ giải mã DC bình dân thì nó có rất nhiều lợi ích. Cái lợi ích đầu tiên mà chúng ta sẽ nhận thấy là chúng ta không phải thường xuyên rút ra rút vào cái cổng 3.5 này, sẽ làm cho cái TV Ethernet của chúng ta nó rất dễ bị hư hỏng cái lỗ 3.5 này. Cái việc thứ hai là khi chúng ta nghe nhạc thì chúng ta chỉ cần mở âm ly, mở dàn âm thanh karaoke lên là nghe được luôn, chứ chúng ta không cần phải rút tới rút lui. Và dĩ nhiên là khi xem thời sự hoặc là khi con nít xem hoạt hình thì cứ việc xem thôi, nó rất đơn giản, nó không cần phải rút ra rút vào hàng ngày, sẽ rất bền cho chiếc TV của chúng ta. Và một cái điều rất quan trọng là chúng ta sẽ nhận được cái âm thanh tốt hơn rất nhiều so với việc lấy tín hiệu từ cổng 3.5 của TV hoặc điện thoại. Âm thanh của nó rõ nét, rất tuyệt vời. Và quý vị và các bạn, với những em có âm thanh, có những dàn âm thanh tốt hơn nữa, đắt tiền hơn nữa, thì chúng ta sẽ đầu tư với những thiết bị giải mã DC tốt hơn nữa. Lúc tới đây thì Tiến Dũng sẽ kết nối một chiếc đầu giải mã DC 2W Audio nữa để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm về âm thanh. Đây là chiếc iFi Zen One Signal Pro. Chiếc này cũng được sử dụng nguồn điện là 5V. Kết nối cổng optical vào đây. Đây là chiếc đây là âm thanh của chiếc đầu giải mã DC iFi Zen One Signal Pro. Kết nối rất đơn giản, sử dụng rất đơn giản và âm thanh của nó cải thiện hơn rất nhiều so với việc chúng ta sử dụng với những đầu giải mã DC bình dân. Và luôn tiện đây thì Tiến Dũng cũng xin phép giới thiệu đến quý vị và các bạn ba sản phẩm bên shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn đang phục vụ. Đó là chiếc giải mã DC tối giản bình dân. Chiếc này là Fio D03K với dấu hợp chuẩn là CE và FE, tiêu chuẩn Mỹ và tiêu chuẩn châu Âu. Đây là một sản phẩm hàng chính hãng nhập khẩu mới 100%. Ở trong sản phẩm này thì sẽ bao gồm là catalog hướng dẫn sử dụng, một cáp USB để kết nối với TV Ethernet giống như Tiến Dũng vừa hướng dẫn quý vị và các bạn, và một chiếc đầu giải mã DC với hai cổng ngõ ra, cổng 3.5 và cổng RCA. Thiết bị này chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke từ TV Ethernet. Sản phẩm thứ hai mà Tiến Dũng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc đầu giải mã DC Tobin D50S. Đây là một sản phẩm đạt chuẩn Hi-Res Audio Wireless và chuẩn DSD. Thiết bị này giải mã lên đến 32 bit và có thể kết nối được với TV, với điện thoại và với máy tính. Chúng ta có cổng Bluetooth 5.0, có thể kết nối trực tiếp với điện thoại di động. Có cổng Optical, có thể kết nối với TV Ethernet. Và có cổng USB để kết nối với máy tính để nghe nhạc chất lượng cao từ điện thoại và máy tính. Thiết bị này có mức giá 5,2 triệu. Giải mã Fio D03K có mức giá chỉ 950 ngàn, mức giá chỉ dưới 1 triệu đồng. Âm thanh rất tuyệt vời. Và một sản phẩm thứ ba mà Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là chiếc đầu giải mã DC đạt chuẩn Hi-Res Audio và chuẩn Hi-Res Audio Wireless chuẩn MQE. Đây là chiếc iFi Zen One Signal Pro với mức giá 8 triệu 900 ngàn. Đây là những sản phẩm cao cấp về âm thanh mà quý vị và các bạn sẽ nhận được âm thanh rất tốt từ TV, máy tính và điện thoại. Chiếc này có Bluetooth và có kết nối với Optical từ TV, kết nối từ USB, từ máy tính. Xuất ra ở dạng RCA và dạng 4.4 ly. Đây là ba sản phẩm hỗ trợ âm thanh rất tốt cho những dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Đối với Tobin D50S thì nguyên hộp, nguyên siêu, mới 100%. Chiếc này bảo hành 12 tháng và lỗi 1 đổi 1. Kế tiếp là chiếc iFi Zen One Signature mới nguyên hộp. Chiếc này cũng được bảo hành 12 tháng, hàng chính hãng, mức giá 8 triệu 900 ngàn. Và trong đợt hàng tháng này thì Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mãi rất đặc biệt. Đó là sẽ tặng kèm theo một dây quang. Dây quang này trị giá 100 ngàn, sẽ tặng kèm theo chiếc đầu giải mã
Fio D03K với bộ này mức giá 950.000. Kế tiếp bên đây là Tobin D50S với mức giá 5,2 triệu thì Dũng sẽ tặng kèm theo 3 món quà. Đó là một dây optical, một dây AV và một cục adapter. Adapter này để cấp nguồn cho chiếc Tobin này. Mức giá 5,2 triệu mới 100% bảo hành chính hãng 12 tháng. Và phía bên đây là chiếc iFi Zen One Signature. Thì Dũng cũng đang có chương trình khuyến mại tặng theo một bộ dây AV và một bộ dây optical. Hai món quà này trị giá 600.000 và thì Dũng sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Và quý vị và các bạn cần tư vấn thêm gì về những thiết bị đầu giải mã DC âm thanh chất lượng cao thì hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Và với việc lựa chọn với những đầu giải mã DC chất lượng cao thì Tiến Dũng còn đang có rất nhiều những đầu giải mã DC phía bên đây, mức giá từ 10 triệu cho đến 20 triệu một chiếc. Và với những dàn âm thanh nghe nhạc thì quý vị và các bạn đều biết là với một chiếc đầu DC thì nó sẽ quyết định từ 30 cho đến 40% chất lượng âm thanh trên tổng bộ dàn. Và một bộ giải mã DC nó sẽ chiếm khoảng 20% giá trị trên tổng bộ dàn. Ví dụ như quý vị và các bạn có dàn âm thanh tầm 10 triệu thì chúng ta chỉ cần đầu tư với Fio D03K mức giá khoảng dưới 1 triệu đồng là vừa. Còn đối với những anh em có những dàn âm thanh 20, 30, 40 triệu thì chúng ta sử dụng với Tobin D50S là vừa. Còn đối với những dàn âm thanh cao cấp hơn 50, 70 triệu thì quý vị và các bạn hãy quan tâm đến iFi Zen One Signature. Thiết bị này với mức giá chỉ 8 triệu 900 ngàn nhưng quý vị và các bạn sẽ nhận được âm thanh rất tốt. Nó thay thế, những thiết bị này sẽ thay thế hoàn toàn những đầu DSCD và những đầu karaoke 5 số. Cuối cùng thì Dũng xin kết thúc video đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm những dòng giải mã DC âm thanh chất lượng cao ở danh sách phát phía bên tay trái màn hình quý vị. Cuối cùng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.